Là tao đây. Thì sao nào? Hôm nay chúng mày không thoát đâu. Để tao bắt nốt đứa kia, cho chúng mày đoàn tụ luôn. Châu, ở đây canh nó. Ok. Đi. Mày mau đến cứu bạn mày đi, không thì không kịp đâu. Đến đau bụng ngay à? Đại ca, anh đi vệ sinh cái nhá. Nope. Okay. Oh no!